Xin chào các bạn đã đến với kênh Kaitem.com. Sản phẩm tiếp theo mình muốn giới thiệu trong video này đó là bộ kệ treo tường 3 thanh ngang 30cm. Số tiền là 109.900, 110.000 cho 3 cái kệ này, hơn 30.000 một kệ. Và bây giờ mình sẽ mở hộp ra. Các bạn muốn mua sản phẩm này mình sẽ để link mua ở dưới mô tả của video hoặc là trong comment của video này. Cái này trang trí phòng, deco phòng rất là đẹp luôn. Sau video mình sẽ khoan lên tường và trang trí cho bạn xem. Có 3 cái thanh được bọc trong cái lớp chống sốc, gồm 3 màu trắng, đỏ và đen. Cái này thì treo ở phòng nào cũng được, phòng khách, treo ở trên tivi, ở dưới tivi. Trang trí sẽ rất là đẹp, các bạn có thể để được rất nhiều thứ lên trên. Được bảo hành 1 tháng, nước sơn và kết cấu sản phẩm. Bao gồm kệ gỗ và ốc vít để chúng ta khoan mắt vít lên tường. Cầm khá là mịn, nó được phủ melamin nên bề mặt rất là láng mịn. Gỗ MDF loại xanh chống ẩm, nhập khẩu không phồng rộp, không bị cong vênh mới mọt. Có 2 cái lỗ để chúng ta bắt vít vào tường để đinh bắt. Kích thước của nó là 30cm, gỗ dày 2cm. Bây giờ mình sẽ treo lên tường. Cái thanh này dày 2cm nên sẽ rất là chắc chắn, sẽ thay đổi không gian phòng của mình, deco trang trí lại. Chúng ta đánh dấu xác định vị trí cần gắn lên tường và sau đó khoan bắt vít. Ok, sau khi hoàn thành tác phẩm, các bạn thấy ổn không? Không cong vênh, không lệch, mình căn hơi bị chuẩn. Vâng, nhìn khá sang trọng, giờ mình sẽ trang trí lên. Và tác phẩm của mình sau khi hoàn thành. Đó, các bạn có thể để những lọ hoa, những cái đồ vật để trang trí cho phòng mình thêm sinh động hơn. Đó, anh em thấy đẹp không? Lung linh huyền ảo luôn. Chỉ cần bỏ thêm 20.000 mua cái dây đèn led trang trí gắn vào rất là đẹp luôn. Mình sẽ đổi mấy chế độ khác nhé. Trời ơi, chất lừ. Link các sản phẩm giá rẻ hàng ngày như trên ảnh. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Như vậy là video này mình đã giới thiệu sản phẩm kệ gắn tường trang trí phòng. Link mua mình sẽ để dưới video này. Các bạn cảm thấy video có ích, like, share, subscribe lên kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.